Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món thịt bằm mọi người, thịt bằm hấp chả trứng mọi người, chân chả mọi người, chả trứng, ăn kèm có bắp cải, cà gió, dưa leo, hành lá mọi người, ghi chua sống mọi người, nước chấm tương mọi người, tương chanh ớt, nước mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt, chân miệng có chuối mọi người, chua lá xiêm, chua sứ chín mọi người, nước uống có trà lá mọi người, trà lại. Này thịt bằm mọi người, thịt bằm hấp với đậu que mọi người, đậu que với chả trứng mọi người, thịt bằm thì bắp cải, dưa leo, cà gió mọi người, với hành lá mọi người, chuối sống mọi người, chuối sống chát, chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mọi người. Cơm mọi người, chén không mọi người, chén không mình xương, chà đá mọi người, chà tắm, chà chà lại mọi người, chà đá chà lại, chà lại chà lại, nước tương mọi người, tương chanh ớt mọi người, mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người, muỗng mọi người, đổ mọi người, bao gió cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Như đậu đỏ mà chi chả chất bầm luôn à. Nguyên củ thất bằng làm chả hơi lạc mà có một hơi hình như ăn tương hợp không mà chả không biết món này ăn chấm tương không mắm có hai thứ mà. Bắp cải đã cũ mà
lời quay cái mừng mấy năm rồi đó là trường trường nhau lẫn người số 8 rồi C0408 rồi đọc dưới quen mà không biết có CD không à C0408 hay C0408 tại nhiều khi đọc tắt đó mọi người nó mau không à. CD là cao đẳng không à lớp 04 khóa 208 luôn à đó 03 04 hay mấy cái lớp buổi mà học chung á gặp luôn à rồi 01 02 hình như không gặp luôn rồi nó học như địa điểm khác mà địa điểm đó là mất việc luôn rồi còn là địa điểm khác thì diễn chạy luôn rồi không biết nó ngậm đâu còn cái trường chính thì nó nằm ở Đồng Nai mà trong thành phố là thay nhiều chỗ mà nó giống như cái mã mà bắt đầu bằng danh sách nằm ở 03 mà sau đó đâm thêm á xếp sao rồi thành 04 mà hình như cuối 03 là Hồng Vui đúng rồi Nguyễn Thị Hồng Vui đó. Làm đâu cái đó còn 04 thì mình đó có hai em Ngọc Hằng với Sông Hậu luôn rồi kiểu như sinh với trong lớp luôn rồi đúng vậy hồi đó năm đó hình như có qua Hậu Ngọc Hằng đúng rồi đó có lớp mà trường có tổ chức đi đóng phim không à tụi mình đi phim không à giờ cũng chơi quay nhớ nó đi mà không có đăng ký mà tính không đi mà rồi sao cũng không bài tới một lần họ đi mà phim cổ trang phim Lý Hồng á Tây Sơn ấy nữa Tây Sơn học tại đúng không ạ tâm ra lính rác mà làm lính mà không có bị rác mà hồi đó không biết có mặc trang phục không mà bên xanh bên đỏ gì đó bên xanh dương đó đứng luôn à kỳ giống như xếp hàng nó lính nó quay mấy cảnh đó không à cái binh lính xếp hàng đó cho mấy người bị xỉu luôn à nắng quá chứ nhiều khi không ăn sáng không à mà bữa đó quay tới trưa không à một mấy hai giờ mới ăn cơm à đói muốn xỉu thiệt là có thiệt không à mình nhớ lúc đó là đó như thường xuyên không ăn sáng mà tới giờ đã đói mà. Cơm bao no mà nhớ như bữa đó ăn món thịt ba chỉ xào mang hay gì mà không nhớ mà lâu quá mà nhiều món đó tính ăn hai hộp luôn mà đói mà người mà ăn hộp hồi cái thấy nó ngang mà ăn cũng ngon qua tới tối mới có về mà trên trà chờ con kêu ở là coi cảnh nhân cảnh cháy nổ luôn à Công Thành đúng không à Công Thành đó cháy nổ mà làm leo lên xe thấy ai em đang chờ người lúc đó mới là ông rồi nên mọi người đang chờ mà tôi có phải nhân việc chính đâu chờ tôi mọi người kiểu như lên chảy luôn à
xong đã thấy sao cảnh cháy nổ luôn rồi. Mong biết quay đầu là coi không biết. Anh nhiều khi mệt lắm rồi, nhiều khi bực mình đó, lời quan tâm đó mà không muốn để ý tới. Không biết có quay hoàng sao coi không biết. Nhớ lúc đó anh đóng rồi thông cái gần ấy cái con hình như bên ấy kêu đi mà kêu con Ngọc Hằng đó đóng dây một tay mà bên kia cũng hàng bên này cũng hàng mà. Bên kia thì hoa hậu luôn rồi và công chúa gì đó không nhớ nữa. Thường người đẹp thì đừng ta đấy mà nhưng mà chơi thân thì không chơi thân mà tự vậy mà đó có thằng Tuấn luôn rồi, Tuấn Phố đeo theo hoài, đeo theo Ngọc Hằng hoài. Rồi tôi thấy đó, có thể mình nó ấm mà nhìn nó cũng được mà không đến nói tại mà thì cũng đẹp trai cũng được không có gì đâu mà nó không chịu mà sao mà mẹ biết luôn rồi người mà mình không chịu rồi đeo theo hoài cũng thấy phiền lắm luôn rồi. Cảm thấy không thoải mái mà giống như mà mấy hiểu cảm giác của anh ta mà thằng đó anh thấy đó nó có gì đâu mà không được mà nói chung nhà không có điều kiện mà nhưng mà đúng là không chịu là không chịu mà phải không thích rồi bây giờ mình mới hiểu luôn rồi người không thích mà đeo theo hoài là thấy cũng mệt luôn rồi thấy phiền luôn rồi. Trời qua cả mười mấy năm rồi còn làm bên phòng nữa tốt nghiệp xong 2008 2011 rồi làm nó bên thành 11 12 em nhớ tính 12 đi 22 23 cũng gần cũng chục năm hơn rồi. Tính học cao đẳng thì cũng mười mấy năm rồi về quầy về cũng lâu ghê mọi người mới đó mà chục năm thật cẩy giờ mà hỏi tôi có những gì chứng minh mà học ở trường đó không mà là thua không mà đó không có điện thoại vợ điện thoại mà điện thoại của bác không mà điện thoại tầm đá có máy tính nhưng mà chưa có điện thoại nữa đó chức năng như giờ nữa mà không có tấm hình mà kiểu mà làm lễ tốt nghiệp của người ta chụp hình kia đội mũ mấy trường khác á còn đây là thông báo có cái bạn mà thông báo có bạn mà chạy là lấy mà giống như phát mà phát giấy phát phiếu mà đọc cái tên cái phát 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 xong đó mọi người
còn mấy thằng có chảy thì có đợt nữa, nó ra tới ngoài Đồng Nai ngoài lấy nữa, nó cũng xem như là nó cũng đi cho biết cái trường nó ra làm sao nữa, chứ đổi giờ học ở chi nhánh này chứ không biết cái trường chính nó ra làm sao luôn rồi, không biết mặt mũi nó ra làm sao luôn. Là quay nghe thấy cũng nghĩ là cũng mới đó nhưng mà nghĩ là cái thời gian mà mất thời gian cái vậy mà nó cũng lâu ghê, cũng tội mới đó mới đây mà cũng nghĩ là 4-5 năm vậy mà không ngờ cả chục năm hơn lâu. Công ty ô dùng Minh Thành là giống như công ty làm đầu tiên đúng không, với lại làm đó lâu nhất đúng không, cơm nước này ở đó lo luôn đúng không, bao ăn như lương khởi điểm như 3 triệu đúng không, đường đời sống không đủ sống đúng không, sao lên từ từ như 3,5 triệu 4 triệu như lên 4 triệu á, 4 triệu cũng chưa giữ là nghỉ đúng không, tính bao ăn luôn rồi, chung nấu cơm ăn cũng ngon rồi, ngon ăn uống thì chuyện cơm luôn. Ăn hợp khẩu vị mà nấu hợp khẩu vị ăn chưa lên lầu ăn làm như 7:30 hay 8 giờ gì đó mà nghỉ trưa tới tiếng giữ luôn mà 1:30 mới làm, chứ không phải như mấy chỗ khác là 1 giờ làm, tuy 1:30 mới làm, thứ bảy cũng làm mà, tại vì đó giờ đi làm thì học cũng thứ bảy chứ, nhưng mà thứ bảy thường nó vắng hơn mà ít ấy hơn, cũng nhẹ hơn, nó nhẹ hơn mà. Bây giờ thứ bảy là thường mấy vũ đi karaoke hay ăn uống này kia mà xong mới về, có cái cũng vui mà làm lâu lâu tụ tập này kia hát hò này kia ăn uống mà hát karaoke uống được 1-2 chai bia xung vô quậy bánh nóc mà. Cũng vui hát cũng vui mà. Đồ tôi thì cả 2 chai mà uống cơn chai là thấy nó quay quay đó mà rồi đâu uống nữa mà chủ yếu hát hò kia ấy thôi, mình vô đó có ăn uống gì mà kêu giống như ăn chai nhậu mà nhậu chai em mà vì trái cây không mấy là mì xào mà mì xào có giống như mì xào chai mà. Nhưng mấy gói snack đó mà snack á mấy gói đó mặn mặn gì mà uống bia nó dễ mà. Còn mà nhiều khi tại do đi làm về không có ăn cơm mà kêu ăn cho nó dằn bụng nha mọi người, cũng đói nhậu giống như nhiều chai tiền cao cây tính ra tiền cũng không có nhiêu, 50% chia ra mọi người, chia tính theo mọi người chia ra cho đâu ai bao ai cho ai cũng đi làm mọi người chia đều ra thì tạm do động cái đó 50% đó lại. Nhớ làm đó thì có đi hát karaoke vui mà. Đó thay ngăn này kia nó ít đi mà. Tại nói chung là ngoại trừ sinh nhật hay này kia giống như kiểu như con sếp vậy mà sếp nhỏ vậy mà ít đi, chỉ có nhân viên đi thôi mà kiểu như vậy. Rồi đó toàn tôi với Mộng Thu với Minh Nhật, Hà Minh Nhật với mấy đứa tiếp tăng rồi Hồng Quân, Minh Nghi, mấy con cũng Nhung, Hồng Nhung gì đó. Tiếp căn thì đổi mấy lượt không mà tiếp căn làm không lo. Còn con Hải Yến với con Yến Thi thì thường thường nó vàng về nhà ít khi ở lại, ít cũng lâu lâu mới đi ăn uống là kia thôi ít. Còn Thái Ngăn thì cũng ít, còn như trên Thái Phượng cái Tóm thì nói chung là cũng không có tụ tập nhiều. Đó có bà chị giỏi mà, là bà phụ trách nấu ăn mà. Ngoài trừ mấy cái sinh nhật là mấy có hình mấy người đầy đủ mấy người đó thôi, không thường tụ tập mấy người kia thôi, ăn uống này kia
hát karaoke, hát hò này kia cũng vui. Vậy không có chuyện để kể luôn à, thì tụ tập này kia. Còn không thì lâu lâu cái ông trọ cái mụn thu cũng à, ông kêu bọn chị thu cũng à, dụ đi quán chỗ Hàng Dương cũng à, kêu bằng Hàng Dương gần đâu ấy uống một hai chai mà mấy cái quán quen đâu, uống một hai chai về ngồi nói chuyện nhảm nhí sầm xí vậy về đó, chưa có đo nồng độ cồn như giờ mọi người, về đi chắc không dám uống luôn mọi người đó. Thì uống thôi quay về, nói chung là uống chờ đường về mà. Tầm chai hai chai là còn thấy đường mà. Về tới phòng cũng lên cái mọi người, đó là đi đi với mùng thu nhiều tại ngồi kế bên này kia như ăn uống này kia đi cũng nhiều. Lê quay cái vậy mà cũng chục năm hơn rồi, năm thật cẩy. À, cơm ngon rồi, cái món thịt bằm với cái này que đậu đỗ vậy mọi người, cuộn đậu đỗ hấp trứng mọi người, ăn ngon rồi, như chấm tương cảm thấy ăn ngon rồi. Bắp cải cà gió dưa leo hành lá với chuối sống ngon rồi, chuối vừa ăn rồi, trà thơm rồi, cơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng, có một đêm thật là vui vẻ, thì sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.